Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với quý vị và các bạn về việc gỡ bỏ cái vải bọc trên cây phôi mà mình dâm. Thì có mấy vấn đề như thế này. Đến khi nào thì mình có thể gỡ bỏ được cái vải bọc? Và mình gỡ bao nhiêu phần trăm? Gỡ hết hay là gỡ một phần hay là như thế nào? Bây giờ trước khi gỡ thì mình cho các bạn xem cái cây nó phát triển như thế nào. Và mình sẽ nói cho các bạn đến thời điểm nào thì mình có thể gỡ bỏ cái vải bọc được. Mời các bạn xem cái cành dưới này. Các bạn thấy cái mầm nó lên rất tốt đây. Và cái lá nó lên rất mạnh, rất khỏe. Đây, bạn thấy này. Đây, nó lên như thế này. Và với một cây dưới dâm, hoặc là với một cái cây khác mà các bạn dâm mà các bạn thấy nó phát triển như thế này, thì mình cần phải gỡ bỏ cái phần vải này ra. Đối với cây này mình chỉ bọc khoảng 30 phân thôi, thì mình gỡ bỏ hết luôn. Tức là mình gỡ bỏ hết cái phần vải này luôn. Để làm gì? Để cho cây nó thông thoáng. Để các cái mầm mà nó ở cái phần bị bọc này, nó có khả năng nó có thể bật mầm được. Và khi những cái mầm nó bật rồi thì mình có thể dùng để làm cành mồi này. Rồi là để lấy thêm cành. Đối với gốc này thì mình có thể gỡ bỏ cái vải được rồi. Đây, bạn thấy cái mầm nó ra như thế này. Đây, nó rất tốt này. Đây, mầm nó như thế này. Nó đang lên rất là khỏe. Bên này nữa này. Đây. Như thế này là mình có thể gỡ bỏ được. Đối với cái cây ổi bên trong kia, cho các bạn xem luôn. Nó đang còn yếu thì mình chưa thể gỡ được các bạn ạ. Đây, đối với cây ổi này thì chưa gỡ được. Vì sao lại như vậy? Các bạn thấy cái mầm nó đang rất là ngắn. Nó mới được khoảng 2 đến 3 cm thôi thì mình không nên gỡ cái vải trên cái cây này. Và đây là cành dưới mình dâm này các bạn này. Đây là dâm cành mà nó cũng đang bật mầm đây. Thì có hôm có bạn bảo anh dâm cành dưới có được không thì mình cũng dâm cành này rồi. Nhưng mà khi nào mà đưa ra trồng thì mình mới quay lại cho các bạn xem. Bây giờ thì nói các bạn biết rồi thôi. Đây bên này nữa này, cành dưới bên này cũng lên rất khỏe đấy các bạn này. Đây bên này nữa. Các bạn xem cành này. Cành này thì nó phát triển cũng khá tốt đây nè. Đấy, nó phát triển mạnh như thế này thì cái phần vải bọc này mình cũng nên gỡ ra. Nên gỡ bỏ để cho các cái mầm xung quanh nó có thể phát triển được. Hay là cái cành bên này này các bạn này. Đây. Đây, cành này. Đây cũng là cái cốt thân nó lên đây thôi. Đây các bạn thấy cái mầm bên này. Các bạn thấy mầm bên này nó lên rất là khỏe đây này. Đây. Đấy, nó lên khá dài. Hay là các cái mầm này này. Đây. Lá nó như thế này. Thì khi các bạn mà dâm cành mà nó đã lên phát triển mạnh như thế này thì mình có thể gỡ bỏ được cái phần vải bọc. Đây các bạn thấy này. Đây nó lên rất tốt này. Đây này này. Phần bên này nó hở nên là nó lên rất là mạnh. Đây. Và bây giờ mình cần phải gỡ bỏ cái phần này ra để cho cái mầm nó phát triển. Mầm chỗ này sẽ lên rất mạnh nha các bạn này. Đây. Còn thấy chỗ này nó hở một chút mà mầm nó đang lên này. Và tiếp theo cho các bạn xem cái ổi. Đây, khi các bạn thấy cái mầm nó phát triển như thế này. Rất khỏe mạnh đúng không ạ? Đây, đây này. Đây, đó. Như thế này chúng ta cũng cần gỡ bỏ bớt cái phần vải bọc ở phía trên. Tức là cái phía gần đầu cành đấy. Đây, mình gỡ ra như thế này. Mục đích để làm gì? Mục đích để cho các cái mầm phía trên này nó phát triển. Đây này. Nếu mình cứ bọc như vậy thì cái mầm nó không phát triển được. Mình buộc phải gỡ ra. Nhưng mà đối với một cây này, cái mầm nó đang còn ngắn thì mình chỉ gỡ một phần thôi. Đây, mình chỉ gỡ một phần như thế này. Tức là mình không gỡ hết tất cả. Về cái phần dưới thân này thì mình cũng không cần phải có mầm nữa. Mình chỉ cần mầm phía trên thôi. Thế nên là khi mình gỡ ra thì các cái mầm trên này này, nó sẽ phát triển. Sau này mình có thể lấy được các cái tay. Và những cái chỗ này, cái khoảng chạc này, thì mình không cần mầm. Như vậy chỗ này mình sẽ dùng vải mình bọc lại để cho cây nó khỏi bị cháy. Tức là khi nắng không bị cháy. Còn các cái phần khác mình sẽ để hở. Tức là mình sẽ chùm lại như thế này. Mình chỉ cần chùm một phần thôi, không cần phải chùm nhiều. Đây, mình chùm cái phần này lại. Và bây giờ mình cũng không cần phải dùng dây buộc nữa, vì cái này nó có thể bám được đây. Đấy, như thế này các bạn thấy là cái phần từ chạc lên này. Thì cái chỗ nào mà mình cần có mầm á, thì nó sẽ hở. Còn chỗ nào mình không cần có mầm thì mình sẽ bọc lại. Và các bạn thấy này, đối với phần thân bên dưới mình vẫn phải bọc như thế này. Mục đích là để giữ ẩm cho cái cây này. Và các bạn thấy cái cây này mầm nó lên như thế này, nhìn rất khỏe.
Nhưng mà mình cũng nên giữ ấm thân, mình không nên chủ quan. Và thời gian này thì nếu bạn nào mà có dăm phôi thì các bạn cũng đừng có tưới phân nhé. Đấy, thời gian này mình chưa tưới phân được đâu. Mình tưới nước là được rồi. Và sau đây mình sẽ mở cái phần vải bọc của các cái cành dưới, các cái cây dưới đấy. Còn cái ổi thì mình mở bên trên thôi. Đối với một cái cây dưới như thế này, trước đây mình đã buộc, thì bây giờ mình có thể dùng tay mình tháo ra, hoặc là mình dùng kéo cắt cũng được. Đây, mình tháo cái phần dây buộc này ra. Tháo dây xong thì mình nhẹ nhàng mình tháo cái vải này ra. Các bạn tháo từ từ để đề phòng trong này có những cái mầm nó đang bật thì nó không bị gãy. Đây các bạn. Và đúng theo dự kiến thì trong này đúng là có mầm đang bật đây này. Mầm đang trắng đây này. Đây cái chỗ cái đầu ngón tay đây. Đây các bạn thấy không ạ? Đây này. Đây và bên này cũng đang bật mầm đây. Thế thì ta thấy là cái chỗ này mà nó bật mầm thì mình nếu cần mình có thể lấy cành trong bên đây. Đấy, còn phía dưới này thì có cái rễ nó hở ra thì mình lại dùng cái vải này mình che lại thôi. Tiếp theo mình sẽ mở bọc cái dưới bên này. Mình có thể dùng kéo cắt cho nhanh cũng được. Các bạn dùng kéo cắt cái dây này và mình khéo léo mình đưa cái dây này ra. Đưa cái dây này ra xong thì mình khéo léo mình mở cái vải này ra. Cũng giống như lý do lúc nãy đấy, tức là mình mà không cẩn thận thì có những cái mầm nó đang phát triển từ bên trong hoặc là nó nhú từ bên trong nó có thể bị gãy. Đây, đúng như dự định của mình luôn. Đây các bạn thấy có một số cái mầm đây. Đây này. Đây. Đây là hai cái mầm mà khi mình bọc vải vào nó vẫn đâm chồi bên trong đây. Nếu mình mà không cẩn thận thì có thể bị gãy cái mầm này. Đây, phía bên này nhìn rõ đấy các bạn ạ. Đây, các cái mầm đây. Đấy, nếu mình không làm khéo thì có thể gãy các cái mầm này. Sau này những cái mầm này mình có thể lấy làm tay hoặc là mình nuôi cành mồi. Tiếp theo mình sẽ gỡ cái vải bên này. Cây bên này khả năng có nhiều mầm hơn các bạn này. Vì lúc mình xem cái phần mà hở ra là có cái mầm nó lên rất nhiều. Mình tháo dây xong thì mình lựa cái này ra thôi. Mình nhẹ nhàng mình lựa ra. Còn nếu như trước đây các bạn mà bọc ở cái dạng mặc áo thì mình phải cắt vải thôi. Đấy, đúng như mình dự định, trong này có rất nhiều mầm. Đây, cái chỗ này mình mặc áo rồi nó thì mình cắt thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần bên trong mình bọc đấy. Nó có rất nhiều cái mầm nó đang lên. Đây các bạn này, các cái mầm nó lên đây này. Đây. Đây này. Đây này. Đó. Rất nhiều đấy. Đây, những cái mầm mà lúc trước mình bọc vải nhưng mà nó vẫn lên. Đây, còn cái ổi nhỏ bên này thì nó cũng đang lên đấy các bạn này. Đây, mầm đây. Đấy. Cái này thì nó hở ít nên mình không bọc vải. Bây giờ mời các bạn nhìn ở bên phía bên kia sang. Phía bên kia nhìn nó dễ hơn. Bên này hơi vướng. Mời các bạn xem lên này. Mầm này này. Đây các bạn thấy không? Mầm đây, mầm đây. Cái phần này trước đây mình bọc vải lại đấy. Đây này. Bọc lại và nó ẩm nó vẫn lên bình thường. Đây. Mầm trắng này. Bên này nữa này. Đấy. Rất nhiều. Và khi mình mời cái này rồi thì các cái mầm nó sẽ lên rất là mạnh. Sau này thì mình có cơ hội mình lựa chọn để làm tay và để làm cành mồi luôn các bạn. Còn đây, cái cây bên này nó phát triển đây. Và với cây dưới dâm như thế này thì chắc chắn là nó sống rồi. Khi đưa lên chậu thì mình phải đợi đến tháng 7, tháng 8. Còn tháng 5, tháng 6 thì nắng thì cũng chưa đưa lên được. Mình cứ từ từ. Tốt nhất là không nên vội vàng. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi mình vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về việc gỡ bỏ cái phần vải bọc trên cây phôi dâm. Và các bạn cũng đã biết được thời gian nào mình cần gỡ bỏ cái vải bọc và mình gỡ bao nhiêu thì vừa. Với chia sẻ vừa rồi, anh em có thể tham khảo để mình gỡ bỏ bớt cái phần vải bọc trên thân cây dâm, trên thân cây phôi để cho cây nó phát triển cho nó hợp lý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả quý vị và các bạn dâm cây phôi thành công, trồng cây phôi sống 100% và làm được nhiều cây đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.